Đây là hoa tường vi, những cánh hoa mỏng manh, rung rinh trước gió và màu rất là tươi thắm, nên nó là một cái điểm nhấn mạnh nổi bật. Tuy cái cánh nó mỏng manh như thế này, nhưng tường vi là một loại hoa rất bền, mạnh mẽ, kiên cường. Tường vi tuy cánh mỏng và trông nó rất là dịu dàng, nhưng bạn ấy lại là một loài hoa mạnh mẽ, cứng rắn, kiên cường. Hoa của bạn ấy nở vào mùa hè, độ bền khoảng 3 tháng, nở khoảng từ tháng 2 đến tháng 5, tháng 6. Đây, và đây là cây tường vi. Rất đẹp phải không các bạn? Rất nhiều hoa. Và hoa tường vi thì không thích bị gò bó. Bạn rất thích sống trong thiên nhiên rộng rãi. Đây là cây tường vi. Con chim đúng rồi. Và cây tường vi này khi chúng ta trồng, chúng ta chiết cành, đây là một loại hoa thật là đẹp phải không các bạn? Nhà bạn nào có sân vườn rộng trồng một cây này, chắc chắn rằng sân vườn của các bạn sẽ cực kỳ nổi bật mỗi khi tường vi nở.